Hi. Hi, Pete. Hi. Okay, give me 5, please. Are you feeling good? I'm very good. Okay, great. Ladies and gentlemen, I can think of no more fitting place and time than here and now to share with you about learning English. Tôi nghĩ rằng đây là lúc thích hợp nhất để chia sẻ với các bạn về việc học tiếng Anh. My friends, how long have you been learning English? Các bạn học tiếng Anh được bao lâu rồi? For more than 5 years. Trên 5 năm chưa? And do you think you can speak English well yet? Các bạn nghĩ rằng mình có thể nói tiếng Anh được tốt chưa? Would you like to try? Chúng ta thử nhé. These are 3 normal sentences in Vietnamese. Can you change each of them into English within 10 seconds? Sau đây chúng ta có 3 câu tiếng Việt thông thường trong giao tiếp xã hội. Các bạn hãy thử nói từng câu trong vòng 10 giây nhé. Number 1. Câu đầu tiên. Lâu lắm rồi chúng tôi chưa gặp nhau. Finish. And number 2. Câu thứ hai. Biện pháp nào cần được tiến hành để xóa sạch nạn mại dâm? That's it. And number 3. Và câu thứ ba. Thế giới đã chìm trong khủng hoảng bao lâu rồi? Okay, if you can speak well with good pronunciation and intonation, congratulations. Nếu các bạn nói được những câu trên trong vòng 10 giây với ngữ điệu tốt, xin chúc mừng các bạn. I think you deserve a good job and a bright future. Tôi nghĩ rằng bạn xứng đáng có được một công việc tốt và một tương lai rạng rỡ. But if you can't, it's high time you changed your way of learning English. Nhưng nếu bạn không thể, thì đây là lúc bạn nên thay đổi cách học tiếng Anh của mình. Thank you very much for watching this clip. Xin cảm ơn vì đã theo dõi clip này. Goodbye.